Thành Trung xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Ca sĩ tranh tài. Chương trình Ca sĩ tranh tài được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ sáu trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Đến với chương trình của chúng tôi, các quý vị sẽ được gặp gỡ 8 giọng ca tiềm ẩn và họ mang đến chúng ta sự bất ngờ, ngạc nhiên, thú vị. Đó cũng chính là những giây phút giải trí chúng tôi mong muốn mang tới cho quý vị khi những người khán giả yêu mến chương trình chờ đợi chúng tôi vào tối thứ sáu hàng tuần. Ngày hôm nay là lúc chúng ta cùng gặp gỡ với một người bạn dẫn cùng với tôi, một chàng trai diễn viên trẻ rất tài năng. Và trong sự nghiệp diễn xuất của mình đã có rất nhiều những vai diễn ở nhiều màu sắc khác nhau, theo kiểu công tử, lưu manh, sở khanh, quân tử. Và hôm nay chàng trai này sẽ đóng một vai rất quan trọng, đó là vai đồng hành với tôi và là đối thủ của tôi. Hãy cùng chào đón diễn viên Nhan Phúc Vinh. Nãy giờ nghe hết rồi nghe anh Trung. Hả? Em đúng là sao cánh gà nghe hết rồi. Anh đang nói anh đó... nói gì em diễn cái gì mà sở khanh lưu manh gì các kiểu vậy? Ý anh nói là em có nhiều vai diễn ở nhiều màu sắc khác nhau. Vậy thì ngày hôm nay em sẽ vào một cái vai mà chắc chắn anh sẽ ghét. Vai gì? Vai người chiến thắng. Đồng hành của chúng ta luôn luôn có hai người ca sĩ khách mời. Để em, phần này để em. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Ca sĩ tranh tài đã mời đến trường quay hai gương mặt, hai ca sĩ trẻ với giọng hát rất ngọt ngào và được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Xin được mời ca sĩ khách mời đầu tiên. Anh hỏi em là tại sao mà tới cái đoạn mà cao trào mà tình yêu và tan vỡ lại em cứ nhìn vào anh vậy, giống như là anh làm em bị tổn thương á. Em nhìn xung quanh thôi anh. Nhưng mà đúng rồi, Trung nhìn em nhiều lắm, cứ vỡ nát là cái em nhìn thẳng vào mặt anh, em hát cái câu đó à. Nhìn vào Vinh làm Vinh tim đã rớt. Em chú ý đúng không? Em cũng nhìn cả chú Trung nữa. Chú hả? Ủa sao chú vậy? Vì là tôi với Văn Mai Hương được biết nhau từ khi mà Văn Mai Hương còn rất là nhỏ,
khoảng 9-10 tuổi gì đó khi tham dự những cái câu lạc bộ thiếu nhi. Hôm nay chỉ cần cháu hạnh phúc là được. Bởi vì cháu biết không, trong lúc cháu hát, có một chàng trai nhìn cháu say đắm. Cả cháu độc thân, chàng trai cũng độc thân, nên hai người thuộc về nhau không có gì là nó trái với quy luật của tự nhiên cả. Cảm ơn chú, cảm ơn chú. Chúng ta thấy không, cho nên cuối cùng là những cái người mà có tuổi á, nó chịu hay lắm. Gọi anh bằng chú đi là vừa em nha. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ca sĩ khách mời thứ hai. Vần vờ đêm ánh sao mờ, kia là yêu là không, là yêu là không mơ hờ, và đây là yêu là không, là yêu là những mộng mơ. Từng ngày qua cứ thế, và từng đêm cũng thế, như trong cơn ngủ mê, lặng thầm theo hết những đam mê dại khờ của một ai đó ngỡ vu vơ. Một mình ôm nỗi nhớ, một mình ôm khao khát mong manh mơ hồ, một mình với những nỗi ngần ngơ, đợi chờ và mong mơ. Cảm ơn em, Bùi Anh Tuấn. Em đã nghe được câu chuyện nãy giờ rồi. Bây giờ anh muốn hỏi em là em có thân với Hương lắm không? Bọn em nghĩ là thân, gọi là thân thân anh đây lò thì cũng không đủ. Không đủ có nghĩa là còn hơn như thế à? Cũng có thể hiểu là như thế. À vậy thì nếu em mà thân mà yêu quý Hương thì chắc là em muốn Hương hạnh phúc đúng không? Dạ. Vậy thì thôi em ở bên anh để cho Hương được đúng bên biến bờ hạnh phúc đi. Ý em sao? Thế tại sao anh lại không nghĩ là Hương đứng bên em thì sao anh không? Em ra đi bây giờ chắc anh em là một đội luôn, cho hai người thành một đội á, anh hiểu không? Bởi vì dài vô cái thế kỳ vậy. Bởi vì luật của chương trình là hai ca sĩ mỗi người phải ở một đội. Chính vì thế mà anh không thể tác hợp được cho em. Thôi anh em mình đóng vai là những chàng trai tốt đi. Dạ, đồng, bởi vì đồng mình ý, sống dạ. Tốt vâng. Sẽ có những người đến bên mình và dạ. Tốt với mình. Ok. Ok. Rồi. Đây mời em, mời em ngồi. Đây. Em về với đội trai đẹp, cao to là em sẽ được được chăm sóc. Dạ, dạ. Chú ngồi chú. Chú luôn. Anh em thôi. Nếu sau hôm nay nhá, mà đôi trẻ mà có cái chuyện gì nhá, anh em mình nhá, là được mời cưới đầu tiên mà đến ăn cưới nhá, còn không bọc phong bì cơ. Ôi có chuyện mình đi xa nhá. Xa quá. Có chuyện chúng ta đi đi xa quá. Mình cứ phải mơ. Em để cho cháu của anh á vô kèm anh chứ em thấy là anh hơi đi xa quá. Rồi cháu ngồi đi, cháu ngồi đi. Rồi. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì đến với chương trình là hai ca sĩ trẻ. Không những trẻ mà họ còn tài năng, có giọng hát live, có thể nói là tốt nhất bây giờ. Đương nhiên ngày hôm nay sẽ có
dịp để họ thể hiện không chỉ một mình mà còn thể hiện với những giọng ca tiềm ẩn của chúng ta nữa. Và trước khi gặp gỡ với 8 giọng ca tiềm ẩn, xin mời các quý vị khán giả nghỉ ngơi trong ít phút. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng gặp gỡ 8 giọng ca tiềm ẩn. Hãy phán đoán bằng kinh nghiệm của mình cũng như bằng cái trực giác của những người nghệ sĩ để chúng ta biết xem liệu giọng ca nào sẽ hay đưa về đội mình. Bây giờ xin mời 8 giọng ca tiềm ẩn. Cháu nhìn 8 giọng ca này thì cháu thấy ngoại hình của giọng ca nào mà cháu cảm thấy ấn tượng? Thấy không? Bạn hot boy cuối hàng thấy không? Đẹp trai em anh. Đẹp trai, ăn mặc đẹp, có gu. Những cái bạn như vậy thường thường á là người mẫu chứ phải ca sĩ đâu. Đúng rồi, là thường hát dở. Coi đừng trực giác nha, bị sai đó nha. Không, đôi khi không có trường hợp ngoại lệ chú nhờ. Chú biết đây, ý đây. Đây cháu nhìn vào số 8, cháu bảo là cao to, đẹp trai, đúng rồi, ăn mặc đẹp, là hát hay, nhưng hát chán thì quá là cháu bảo thành viên đội cháu à? Ôi, sao anh này em hát cũng được, anh cũng em hát thôi hết chung, anh cũng em hát mà chắc anh giáo phát biểu sai kiểu rồi vậy. Anh Vinh ngày xưa từng đi thì một thi một thi hát có luôn à? Em từng ra lên sân khấu em hát, em hát đúng rồi, em biết, chỉ có mỗi em biết thôi. Thôi chuyện đó mình biết thôi em, bây giờ mình đúng vô chủ đề chính tiếp đi. Rồi bảo sao họ thuộc về nhau, họ biết cả quá khứ của nhau như thế cơ mà. Làm sao mà mình đừng nói đi, để mình kệ họ đi, mình kệ họ. Nhiều khi sau chương trình này tụi em xe duyên nhau, tụi em đang cái single hát đôi nhau luôn á, anh tin không? Chuyện gì cũng có thể xảy ra em à. Được rồi. Rồi thì tóm lại là số 8 là đẹp trai nhưng mà hát không hay gì. Hôm nay là 4 bạn nam đều đẹp trai, đều rất là phong cách. Chúng ta sẽ có một phần trình diễn của cả 8 bạn cho một liên khúc. Phần trình diễn của 8 giọng ca bắt đầu. Số 2 có vẻ được này. Số 2 là không hát được đâu nhá. Số 2 không hát được đâu nhá. 8, 8. Số 6 hát được này. Để lại sau lưng. Nói não là anh bị nghe cái nói não không biết nghe bây giờ cái gì luôn á. Anh chỉ biết cầm nín nghe tiếng em khóc, biết làm gì cho em khi không được bên em. Làm đau chính anh hơn giống trăm ngàn lần, còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai. Bài số 4 nè. Bài số 4 nghi lắm. Anh là tia nắng trong em, anh là câu hát trong tim, là vì trên vai anh khóc hòa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Số 2 này anh thấy giống như là Vũ Công mình đúng hơn ha. Quên chân tình dành hết cho em. Anh phải thương đêm và em phải đếm bao nhiêu cành để thấy em luôn nức nẻ trong vòng tay anh, mà em nào đâu không bụi bay vào mắt thôi, bụi bay vào đêm trong ống chân ai quá thề. Cái bài này là quá đuối luôn, ai cũng rớt hết luôn á. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố, bước theo em bâng khuâng hơi tình say. Số 8 bây giờ biểu diễn là cực kỳ nhọc tâm luôn em. Bài nào cũng nhọc tâm luôn á. Lần đầu tiên em nói rơi, quên lắm nên nghe lòng buồn.
sau cái sự phân tích của anh em mình thấy số 2 là không phải đúng không? Số 2 là không phải. Khi là điểm sâu đó. Em thay đổi ý định nhé, bạn số 7 là không phải rồi nhé. Kinh nghiệm của anh là số 2 là của chuyện là ca sĩ lắm đó nha, anh chọn cho em nha. Từ từ, người đầu tiên chọn của mỗi đội sẽ là người sẽ đến với vòng 2. Chắc chắn là hát với ca sĩ của mỗi đội. Ca sĩ nữ nên chọn các bạn nữ, nam thì chọn các bạn nam ở đầu. Nhưng thực ra mà hát với Bùi Anh Tuấn thì không biết thế nào là vừa. Không, Tuấn hát cao thì giọng lắm. Nữ nên Tuấn chọn nữ cũng được. Đấy, thế thì Tuấn mà chọn nữ cũng được. Sợ các bạn nam hát với Tuấn thì nó cũng sẽ khó đấy, bởi vì quãng giọng của Tuấn khá cao. Không sao ạ, nói chung là quãng nào thì cũng chơi được, quan trọng là chọn chọn được thôi. Chọn được thôi. Chọn được rồi thì anh em mình ưu tiên cho đội có phụ nữ nhá. Ê, cho các cháu chọn trước. Em đang nhắm tới ai? Em đang thấy có hai bạn đứng cạnh nhau kia thì khả năng là có thể hát được, tại vì hai bạn đều có 4 và 5. Cái tạo dáng nữa rồi kìa. Em chọn bạn nữ đi. Anh thấy là cũng căng lắm á. Đó, cười cười nhất nhất. Xin cười. Được, chúc mừng số 5, bạn sẽ về với đội của Hoan Mai Hương và Nhà Phương Bình. Cảm ơn em. Anh thì anh thất vọng với quyết định này của em. Vì sao? Một cái sự việc quan trọng như thế này thì em phải để cho anh quyết định chứ, là cuộc đời của em trong game show này là của anh. Dù sao thì cũng chọn người anh. Thế bây giờ đến lượt chị Thảo Minh. Em đang hơi băn khoăn về bạn nữ số 1. Nữ số 1. Và bạn số 6 hoặc số 8. Số 6 hoặc số 8. Số 6, số 8 của em rồi. Em sẽ chọn thử bạn số 1. Theo anh là lấy số 8 đi. Số 8 đi. Số 8 thì... Ok. Chả là em lại bị lung lay à? Em thích số 1 đúng không? Anh thích số 1, gọi chọn số 1 đi. Số 1 về đội của anh. Chúc mừng em đã về với đội của anh. Ngày hôm nay đến với chương trình, tiêu chí của đội em là không chỉ hay mà phải đẹp nữa. Thấy hai đẹp đẹp không? Thế bọn tôi đi. Bọn tôi chắc không đẹp. Thì đã cho khán giả xem. Thiếu tôi có đẹp không? Em hơi thiếu. Em còn không những đẹp mà còn cao to nữa. Cho nên là em chọn số 8. Số 8 anh nhìn quen lắm. Ổn luôn em, ổn phải không? Đúng rồi, quen lắm. Quen lắm luôn á. Cố lên nè. Đấy, rồi xong luôn rồi. Rồi xong luôn rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Đáng nhẽ số 8 là phải hát với em, với không hai anh em đeo cái lắc tay giống nhau luôn. Sorry. Nhưng mà đội của anh rồi, đội của anh. Rồi, như vậy là số 8 đã về với đội của Vinh với Hương rồi. Tức là anh chọn này. Anh chọn đi. Số 2 à? Nãy giờ chú thích số 2 lắm đúng không? Kệ tôi. Mọi người nhìn đừng có làm tôi phân vân. Tôi quyết định chọn một cái người ánh mắt nhìn tôi và tôi thấy rằng ánh mắt này rất có thể là người hát hay và là còn có cái ngoại hình cao to. Đúng rồi, để cao to bằng lại với đội của bên này. Đúng rồi, xin mời số 2 về đội của anh. Cố lên em, cho dù hát hay cũng phải giả bộ hát dở nha em, cho đội này thua. Này, hai người là hai đội đấy nhá. Tách cho ra. Vinh, đây, em đi xuống. Là người phụ nữ của em không? Tại sao vậy? Cứ để tại sao đứng gần em mà tại sao em cứ nói chuyện? Lùi ra. Đây, em lùi ra đi. Đừng có để... Nhầm. Anh cũng tính sao em đai lên chung. Để người ta đừng suy nghĩ. Ra. Bây giờ đến lượt Hương chọn đấy. Em được quyền chọn. Vừa nãy bạn số 7 thì em thích, nhưng mà vừa nãy thấy bạn nhảy không đúng nhịp thì em nghĩ là một người không đúng nhịp thì có vẻ là sẽ không biết hát. Người ta giả bộ quá nha. Em chọn số 3. Trời, sau khi em chọn xong bạn ấy nghe ra bạn ấy cười. Anh thấy nghi lắm rồi đó. Nghi lắm. Anh thấy nghi lắm rồi đó. Đó, thì cười nó kìa. Cố lên nè. Cố lên nè. Cố lên nha. Chương trình ý dạ. Là bắt các bạn ý ra ngoài này ý. Người hát hay ý, có thể phải nhép sai, nhảy sai đi. Thế thì sao vậy? Bây giờ mới nói. Đánh lừa. Chính vì thế. Bây giờ mới nói chứ nói trước thì đấy à. Số 7, Hương ý đánh giá là nhảy sai nhịp, không biết hát. Đấy. Em hãy chứng minh là Hương sai bằng cách chọn bạn ấy về đội mình đi. Đúng rồi. Hãy cho ai đó biết em là ai sau ít phút nữa nha.
Khi mà đến với chương trình này thì em đã nghiên cứu rất nhiều. Không những nghiên cứu về nhân trắc học, nhân sinh học, nhân dạng học, nhân dạng học. Đấy, em còn nhân tướng học. À đấy, em còn nghiên cứu thêm một cái nữa. Là gì? Là công việc mà ngày xưa khi em mới bước chân vào showbiz anh làm. Là gì? Người mẫu. À. Thế bây giờ cái bạn số 4 mình tạo dáng là một dáng duy nhất không hề nhúc nhích và thậm chí là không thở nín thở bây giờ luôn. Không hề thấy lồng ngực phập phồng. Là em biết cái cột hơi của bạn này dữ dội lắm nè. Đứng mà không cần thở mà vẫn đứng. Em không nghĩ là bạn đây có. Đúng không em? Đúng. Một cái nữa là gì? Đeo kính y chang Tuấn luôn. Có cái gu của ca sĩ ấy, em hiểu không? Em thấy là bạn này vừa nãy khi mà có bật nhạc lên ấy thì có một bài bạn ấy rất là tự tin, bạn ấy hát lip sync khá là chuẩn với cả cái cách mà bạn lấy hơi này kia các thứ thì em có để ý. Thì em hy vọng là bạn ấy bạn nào, không phải là mấy? Không hy vọng bạn... em mình chốt luôn em. Đeo kính. Này, hình như là gu của Hương là đeo kính sao? Thích đeo kính. Đúng không? Đúng không? Cháu chọn đeo kính đấy. Thế à? Thế à, cháu thích đeo kính à? Cháu chọn đeo kính ấy. Được, anh ra anh dẫn bạn ấy vô. Rồi, anh dẫn anh sẽ đi. Dẫn bạn ấy vô. Ok. Đây là ngại gái lắm này mà. Ôi ôi. Bình thường thôi à. Ý gì đây? Em thích đeo kính là anh có kính để anh đeo thôi. Hả? Ủa mày, anh bắt đầu thích em rồi đấy Vinh ạ. À. Khi còn cơ hội dù một tia thôi thì chúng ta cũng phải. Hello. Hãy lên đây của anh, cảm ơn em. Đi luôn. Thưa quý vị, hôm nay đúng là một cuộc chiến thực sự. Một cuộc chiến không phải là của tôi với đội của Nhan Phúc Vinh. Một cuộc chiến của những chàng trai đeo kính. Bởi vì có một cô gái rất thích những chàng trai đeo kính. Và bây giờ thì hai đội đã có đầy đủ các thành viên, 4 giọng ca. Chúng ta cùng đến với vòng 1 được mang tên Tích Lũy. Và trước khi đến với lượt thi đầu tiên của vòng 1, xin mời các quý vị khán giả và hai đội nghỉ ngơi trong ít phút. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Ca sĩ tranh tài. Trước mắt chúng ta sẽ là lượt thi đầu tiên của vòng tích lũy. Vòng này tiền thưởng sẽ là 10 triệu. Vì đội của Văn Mai Hương và Nhan Phúc Vinh đã chọn người trước nên các bạn cũng sẽ là những người thi trước ở lượt 1. Xin mời hai bạn chọn. Hay là số 3 lên hát trước? Là tự tin lắm. Bạn này tự tin lắm. Chắc là nãy mới đứng hát trên sân khấu lúc nãy luôn á. Lần đầu tiên á. Thôi không được, em sẽ cho trai đẹp lên hát trước, đồng ý không? Số 8. Mở màn nó phải có một gì tươi sáng. Lắc đầu kìa. Không, người ta đang quay đầu chứ không phải là lắc đầu đó. Thôi nhá. Thôi số 8 đi. Đi kìa, em. Đi. Người ta đã nói thế thì phải chiều người ta chứ em. Số 8. Người nữ đang mê trai đẹp làm sao mà chiều được anh? Anh nói ở cả cái trường quay này có ai không mê trai đẹp không? Ôi trời ơi. Nếu mà thích trai đẹp nhá, cho gặp. Gặp rồi thấy không bằng mình, quay về với mình. Mình mới có giá trị em ơi. Đúng rồi anh. Nhau là như thế em ơi. Em tin tưởng anh, em tin tưởng những lời nói. Anh sẽ lột kính anh không đeo kính nữa nè Hương à. Rồi được rồi. Vậy là mình chọn số 8 trước nha. Rồi số 8 trước đi. Mời bạn số 8. Vừa hát hay thì hát trước rồi. Cháu đã đưa cái giọng ca số 8 theo đánh giá của chú là giọng ca rất hay đấy. Hát lượt 1 của vòng 1 có 10 triệu thôi. Cảm ơn cháu, chiến thuật của cháu đã sai. Em tưởng là cái này lên cao thì còn được nhiều tiền hơn. Thì đúng rồi. Hát vòng 3 mới là nhiều tiền nhất. Hát vòng 1 10 triệu, hát vòng 2 20, hát vòng 3 30. Em chọn cái bạn ca sĩ thì là vòng 1 có 10 triệu thôi. Em phải chọn cái bạn hát giỏi nhất lần. Không biết. Đây thì đó. Sao từ nãy đến giờ không phổ biến? Ha ha, người ta nói luật rất rõ ràng. Cháu tưởng là cứ đứng ở đấy càng lâu thì sẽ càng được nhiều tiền. Cháu tưởng đấy là việc của cháu.
đội của cháu cũng có một người dẫn chương trình nắm rất rõ luật. Cháu tưởng chúng ta đang là địch thủ của nhau, tại sao lại tin lại anh chú? Em phải tin anh chứ. Ok. Cháu mê giai đẹp. Giai đẹp đứng cạnh cháu, chiều lòng cháu, cháu còn ân hận cái gì nữa? Tuấn. Dạ. Ba số còn lại 2, 6 và 7. Em sẽ lựa chọn giọng ca nào? Theo em là cái đẹp phải đối đầu với cả cái đẹp. Cái đẹp phải đối đầu với cái đẹp. Mà cái đẹp nam thì em sẽ cho đối đầu với cả cái đẹp nữ. Nghe cũng có vẻ logic đấy. Logic không? Rất logic luôn. Mà cái quan trọng hơn em biết không? Chả có cái logic nào. Số 7 là chính là cái giọng ca mà Vân Mai Hương ấy đã nói rằng là sai nhịp thì không hát hay. Đấy là người ta diễn. Diễn thôi em, hiểu không? Mình chứng minh cho đội bên kia thấy họ đã sai. Đúng. Thì không chọn số 7. Họ đã sai. Lần 1 sẽ là số 7. Và ngay bây giờ xin mời hai anh đến với thí sinh số 8 của đội em. Ok. Ok. Xin mời. Bây giờ hot boy. Anh nhìn em rất quen, hình như anh em mình gặp nhau rồi, có đúng không số 8? À, em rất hay gặp anh. Em gặp anh ở trên TV ạ. À. Cái đẹp trai là sắp vào đúng đội quen anh Trung. Đúng là đội họ. Đúng được rồi, à. Nói thế thì được rồi. Bây giờ sẽ là phần thi của số 8. 15 giây dành cho em giới thiệu về mình, bắt đầu. Xin chào mọi người, mình tên là Vũ Thịnh, mình đến từ Hải Phòng. Mà Hải Phòng thì không lòng vòng, chính vì vậy mọi người hãy giúp mình đi thẳng đến khu vực vàng được không ạ? Xin cảm ơn ạ. Hương đổ rồi, hương đổ rồi. Hãy lên luôn hả? Phát thử một công lên ngay. Xong rồi nó còn cầu lên, lên thẳng đích luôn vậy. Hãy lên luôn hả? Đưa hát hay lên hát trước rồi. Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó. Khi cô đơn anh luôn đêm một người là em đó. Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó. Khi cô đơn anh luôn đêm một người là em đó. Có biết bao giận thờ, có biết bao đợi chờ. Riêng em tưởng mình đang trong mơ. Và anh như thêm ngây ngô mơ mơ một ngày mà em tới. Em mang cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới. Cứ lăn thêm từng ngày, cứ vấn vương từng ngày. Những giây phút ta gần bên nhau. Này em, niềm hạnh phúc trong anh là được nắm đôi tay nhỏ bé của em. Hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé. Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai. Xong rồi, xong em rồi. Nào bình minh tới khi em e môi cười. Bao giây phút tuyệt vời mang ánh sáng trong tâm hồn anh. Một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa, tình yêu đó sẽ vẫn mãi trong tim ta. Một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả. Nhưng anh hứa sẽ mãi hát vang câu ca. Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó. Khi cô đơn anh luôn nghĩ đêm một người là em đó. Có biết bao dại khờ và có biết bao đợi chờ. Riêng anh tưởng mình đang trong mơ. Và anh như thế ngơ vơ vơ từng ngày mà em tới. Em mang cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới. Có lắng em từng ngày, cứ vấn vương từng ngày. Những giây phút ta gần bên nhau. Này Hương, niềm hạnh phúc trong anh là được nắm đôi tay nhỏ bé của Hương. Hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé. Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai. Đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới. Khi em e môi cười, bao giây phút tuyệt vời mang ánh sáng trong tâm hồn anh. Một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa, tình yêu đó sẽ vẫn mãi trong tim ta.
một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả, nhưng anh hứa hứa sẽ mãi mãi luôn quan tâm bên em, dù bao sóng gió vòng tay ấy luôn dành trọn cho Hương người dấu yêu. Khi Hương hé môi cười, bao giây phút tuyệt vời mang ánh sáng trong tâm hồn anh. Một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa, tình yêu đó sẽ vẫn mãi trong tim ta. Một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả, nhưng anh hứa sẽ mãi hát vang câu ca. Cấp cứu! Cấp cứu! Cứu, cứu đi! Có ai có giấy ăn không? Có ăn nước không? Lau, lau, lau! Lau nước mắt đi em! Sao vậy Hương? Lau nước mắt đi em! Em xuất hiện ra em hát, cái gì đó tan vỡ em nhìn anh, em làm cho tim anh rụng rời. Xong bây giờ em theo một anh chàng khác ngay trước mặt của anh. Chứ có bao nhiêu người ở đây em lại làm một lần nữa tim anh rụng rời rồi Hương à. Hôm nay phải nói là chúc mừng cho Văn Mai Hương. Bên phải là một người đàn ông tài năng đẹp trai, bên trái là một người đàn ông đeo kính đúng sở thích. Đứng ngay bên cạnh thì là một người đàn ông đạo mạo. Và phía trước là một chàng trai quá dễ thương, đã hát hay lại còn đưa cả tên Hương vào bài hát. Thì làm sao mà chịu được? Làm sao mà chịu được thật. Và hơn nữa anh lại thấy một điều này Vinh ạ. Anh thấy em đúng là chuẩn men luôn. Khi nào chúng ta biết cách yêu thì chúng ta mới hiểu tình yêu thực sự. Chúng ta chỉ muốn người mình yêu được hạnh phúc. Đúng. Em không yếu đuối, em cực kỳ mạnh mẽ trong mắt anh. Như hạnh phúc mình. Em tuyệt vời quá. Bây giờ trước hết ý, phải nói là số 8 hát quá hay. Và anh nói luôn là anh gặp em rồi. Có đúng không số 8? Dạ vâng ạ. Em là thành viên trong nhóm nhạc The Wingspan. Đã đặt á quân nhân tố bí ẩn năm 2016. Thôi. Đúng rồi, hát chương trình rồi. Rồi, nắm tay tới giờ rồi. Tham gia chương trình. Anh rất đồng tình ạ. Em vừa có ngoại hình lại vừa hát hay. Tuyệt vời. Vinh, có gì muốn hỏi? Em thì em thấy cũng được, cao to, đẹp trai, hát hay, em làm cũng được mà. Anh Vinh lên hát anh Vinh. Mạnh mẽ lên nào. Khó chịu không? Anh mạnh mẽ mà. Khó chịu chưa đúng không? Hát một đoạn gì đó đi Vinh, vỗ tay cho Vinh đi. Đã cho ta lỡ yêu em rồi, con tim ta lỡ trao em rồi. Tại sao ta hát như sao vậy? Quên đi! Ta tật quên! Buồn ta đưa ta qua những đôi đau thương này, giờ lòng ta xây cho quên đi đôi mắt u tình. Ai mất tao nuôi đời mưa, đời em đi đời dưới. Hát tiếp anh! Ôi 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 ôi. Khi em hé môi cười, bao giây phút tuyệt vời mang ánh sáng trong tâm hồn anh. Một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa, anh sẽ tốt mà. Yeah! Sẽ tìm người mới. Quay ngược lại. Quay tay. Anh sẽ tốt mà. Đúng, Vinh sẽ tốt mà. Như vừa lo lắng hay nổi cho ta không em. Vinh sẽ tốt. Anh sẽ tốt mà. Đừng lỗi đã được không? Bây giờ nó đâu? Có ta là mà thôi. Nhưng khi đêm này anh xin gửi lại nỗi tin. Nhớ khi xưa đôi mình đang anh yêu em. Yêu em được trả đời. Và chỉ mình em thôi. Ha ha ha!
Nào. Kìa. Đã ăn đủ đi. Cảm ơn phim trường. Cảm ơn phim trường đã hại mình nha. Mình đã được một màn khói vào đầu rồi đây. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Xin cảm ơn mọi người. Vì em hết đơn. Cháu có thấy cháu hạnh phúc không? Cháu buồn cười quá. Buồn cười cái gì? Cháu đừng cười trên sự chân tình của người khác. Cháu có thấy em có thể cười trên nỗi đau của anh chị không? Nhưng mà cháu cháu thấy sao? Cháu, em cũng không muốn cười vào mặt anh thế đâu. Nhưng mà thực sự rất là buồn cười anh ạ. Trời ơi, cháu cười kìa. Thưa quý vị, cảm xúc luôn là điều làm chúng ta không thể kiểm soát được mình. Và đôi khi có những hành động không nghĩ rằng chúng ta có thể làm. Vinh, một lần nữa anh lại thán phục em, nể phục em. Đúng, như là ông mới được thán phục, đứng cho tay nhau được thôi. Bây giờ hãy cùng xem số giây mà em đã trụ lại được ở khu vực vàng. Xin mời. Một trăm tám mươi sáu giây. Cảm ơn em. Sau đây sẽ là thí sinh của Văn Anh số 7 của đội Thành Trung và Bùi Anh Tuấn. Em có tự tin vào giọng ca của mình không? Dạ có, hãy tin em. Wow. Wow. Hãy làm cho Văn Mai Hương hối hận vì đã không chọn em đi. 15 giây dành cho em giới thiệu về mình, bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Ngọc Bình, em đến từ Quảng Ngãi. Hôm nay em đến đây để mong dẫn coi tiếng hóa của mình đến cho mọi người cùng nghe. Mọi người hướng ủng hộ em nha. Yeah. Yeah. Ôi, lên luôn hả? Wow. Hãy làm cho Văn Mai Hương hối hận vì đã không chọn em đi. Hãy tin em. Hai tay em ôm xuống đồng vân đầu. Hai tay em ôm xuống đồng vân đầu. Đôi vai em mang nỗi buồn rất lâu. Chân em lang thang kiếm anh ở không chỗ. Biết anh giờ ở nơi yeah. đâu. Anh tin em. Đôi khi cô đơn giết em từng cơn. Anh ơi. Anh ơi. Bao nhiêu nước mắt để đôi bình thường bên em. Sao bao lâu quên tối nay mình em. Lê bước em muốn gì. Cắn tay mình đừng buông ra. Em cũng nói luôn cho anh biết, với cái con mắt nhìn người của em và Hương á, là tất cả những cái bản hát hay hôm nay là về đội của em rồi. Cho nên anh chuẩn bị tinh thần mà nghe những cái giọng hát như vừa rồi, giọng hát rất giải trí. Thôi được rồi, mời đội thắng của lượt 1 với 10 triệu ra chọn. Đi em. Vòng này thì chúng ta sẽ được gấp đôi cái tiền thưởng vòng 1. Em đừng có sai lầm chiến thuật giống nãy nha. Thôi anh chọn đi vậy. Vòng này cho anh chọn. Anh được chọn sao? Số 4. Ủa gì kìa, cho anh chọn tiền số 4 vậy? Anh sẽ nghe em số 3. Đúng rồi, anh nghe lời của em. Anh được chọn. Số 3, số 3, số 3. Với phụ nữ ấy, đôi khi mình phải làm ngược một tí để họ giận hơn. Khi họ giận hơn thì mình mới có cớ để yêu thương hơn. Thế á? Wow. Wow. Vợ tôi cũng tên là Hương, tôi lạ gì à. Anh nghĩ là số 6, nhưng bạn ấy khá tự tin.
tướng ra vòng này luôn. Hay là để tướng, để tướng vòng 3 đi. Đúng rồi, tướng phải hồi. Đúng rồi, tướng cơ mà. Đúng rồi, đô phải ra đấu trước. Đúng rồi, ngoại tệ luôn. Ngoại tệ luôn. Ôi anh Trung ơi, em nói với anh nè, từ trước tới giờ trong chương trình anh luôn là người thắng đội khách đúng không? Nhưng ngày hôm nay em đến đây với tâm thế là người chiến thắng. Cho nên tất cả những người có thể hát giỏi về đội em hết rồi, anh chọn ai thì cũng sai thôi. Đấy mọi người ơi. Cùng hai. Bà đô. Lên đi em. Cơ. Ngoại tệ. Cơ là cơ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức giọng ca số 3 bên đội Nhan Phúc Vinh và Văn Mai Hường. Ôi, thấy đi tự tin ra là biết rồi. Ca sĩ tổ mạnh, giọng hát tốt. Và 15 giây của em bắt đầu. Xin chào mọi người, em tên là Thanh Tâm, em đến từ Đà Nẵng, quê hương của chị Mỹ Tâm ạ. Và bây giờ em xin đem giọng ca Đà Nẵng đến để phục vụ cho mọi người, mong mọi người ủng hộ em ạ. Quá dữ dội em ơi. Đấy, lên liền đi chứ Hương, lên liền. Hello em. Dạ. Hello em. Cho em giây phút yên bình, đừng ngồi cùng chờ đợi. Xin cho em giây phút yên bình, đừng ngồi cùng chờ đợi. Em đã sống trong hy vọng, vượt bậc anh đâu nghĩ gì. Sẽ chẳng tiếc thương mong chờ, đành trốn vì bao quá khứ. Ngày ấy cứ ngỡ đắm say một đời, nào hay tình anh đổi trời. Chắc tình lúc ta nên dừng lại. Thấy chưa? Cô thâm thức bao đêm dài, kể vài ngày bận rộn. Em sẽ bước trên con đường dài, một ngày chạm đến chung lối. Và đốt cháy hết điều dấu lần nào mà anh vô tâm đánh mất. Đừng tiếc gì khi anh tình xưa đã phải mãi xa ngàn tay. Đừng níu kéo chỉ mong liền kề nhạt phai vì ai thay đổi. Thời gian sẽ qua khi ta lặng im để xóa đi bao vết thương. Còn vương vấn chỉ thua lâu bờ mi, tìm cho đôi ta lối riêng. Hãy cùng anh đi để con tim đầy hứng hợp. Hãy cùng anh đi để chia ly đầy bất ngờ. Anh sẽ thôi vì anh sẽ thôi không mộng mơ. Sẽ không còn chờ vất hết đi để yêu thương là phố bờ. Nhắm mắt cũng quên đi nước mắt sẽ khô vậy xem tình ta là giấc mơ. Xin cho em giây phút yên bình, đừng nói thêm chi lời yêu. Em đã sống trong hy vọng, vượt mặt anh đâu nghĩ gì. Sẽ chẳng tiếc thương mong chờ, đành trốn vui bao quá khứ. Ngày ấy cứ ngỡ đắm say một đời, nào hay tình anh đổi trang. Chắc đến lúc ta nên dừng lại, để nghe nhịp tim của mình. Cô thân thức bao đêm dài, kẻ vai mà vẫn thương. Trên con đường dài một ngày chẳng còn chung lối và đốt cháy hết yêu dấu hôm nào mà anh vô tâm đánh mất. Tình thương tiếc gì khi anh tình xưa đã mãi hoa xe tận tay. Tình yêu kéo chỉ một hôn hồn ghen nhạt phai vì ai thay đổi. Thời gian sẽ qua khi ta lặng im để xóa đi bao vết thương. Còn vương vấn trên thơ lâu bờ mi tìm cho đôi ta lối riêng. Mời em ơi, xuất sắc em ơi. Cảm ơn em đã mang tới một tiết mục rất hay. Và quan trọng hơn, em đã chứng tỏ với Văn Mai Hương một điều. Anh, người đàn ông hiện tại đang bên cạnh Hương, luôn làm những điều đúng đắn cho Hương. Đó là gì vậy? Hay đúng quá. Đúng tức. Dạ. Cảm ơn em. Em giới thiệu về mình rõ hơn nào. Em tên là Thanh Tâm, hiện tại thì em đang học ngành thiết kế thời trang của trường đại học kiến trúc. Và em chưa được đào tạo qua thanh nhạc bao giờ. Và đây cũng là lần đầu tiên em đứng ở trên sân khấu như này để hát. Em đã có một phần trình diễn thuyết phục được khán giả. Và em đã đứng ở khu vực vàng rất lâu.
hãy cùng xem số giây là bao nhiêu. Một trăm bảy mươi bốn giây. Tuyệt vời quá em ơi, tuyệt vời quá. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của đội Thành Trung Bùi Anh Tuấn. Và 15 giây dành cho số 2 bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Bá Đô. Hiện tại thì mình đang là sinh viên. Và ngày hôm nay thì mình xin hát một ca khúc gắn bó rất nhiều kỷ niệm đối với mình. Nghe có vẻ ổn đấy. Chia tay nhau khi thuộc về em nhé. Ta chia tay nhau khi thuộc về em nhé. Mai em sẽ đi ngồi nhà này hôn vụ lắm. Bài này hát cho em anh rồi. Anh đã cho em hết bao kỷ niệm em ơi. Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em. Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất. Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa. Mong ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã xa rồi. Tiếp đưa em về một tình yêu mới. Ngày mai anh không còn em nữa. Hay quá em ơi. Cho ai là tất cả nỗi cô đơn. Bạn hãy chấp nhận. Bài này hát cho em rồi. Nhất cho anh luôn còn lại một trái tim. Chúc mừng anh. Bạn hãy chấp nhận cái số phận của mình. Cháu có để ý khi bạn ấy chuẩn bị cất tiếng hát lên, bạn ấy nhìn thẳng vào cháu và chỉ không? Cháu cũng chẳng biết nữa, chắc là hát bài này cho cháu rồi bạn đi luôn. Nha. Và khi cháu nghe cái bài hát này, bạn gái chú thấy cháu vẫy tay rất nhiệt tình. Vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Đây là một bài hát gắn liền với rất là nhiều kỷ niệm của Hương. Kỷ niệm thì lùi vào bên trong là đúng rồi. Dã từ dị vãng mà. Dã từ dị vãng. Ừ. Nhưng tóm lại là đội mình đang không có tiền em ạ. Bây giờ thì chúng tôi tạm thua hai lượt đầu. Nãy giờ em chỉ chờ cô đó của anh thôi. Em chỉ chờ cô đó của anh thôi. Tạm thua nhá, tôi đã tạm thua nhá. Trong khi đó đội Nhan Phúc Vinh và Văn Mai Hương có vẻ họ rất là hợp nhau. Không chỉ về hình thức bên ngoài mà còn hợp cả vía nhau nữa. Nên là khá may mắn. Họ đã có 30 triệu. Chúc mừng. Trước khi đến với lượt thi cuối cùng của vòng 1, xin mời các quý vị khán giả và hai đội nghỉ ngơi trong ít phút. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Ca Sĩ Tranh Tài. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt 3 của vòng tích lũy. Ở lượt 3 này thì hai đội có quyền đổi người hát ở lượt 3 vòng 1 cho người hát của vòng 2. Thế thì xin được hỏi bên đây có đổi không? Hay vẫn giữ nguyên? Và bạn số 4. Bạn số 4 là bạn mà tạo dáng được trong vòng 15 phút mà không nhúc nhích gì cả. Hôm nay là bên đây có đổi không? Cháu không đổi. Có đổi không? Không. Em, anh cho toàn quyền quyết định. Anh bị làm sao đấy? Cái bài của em Nam không có hát được cùng. Em nói thôi, đừng đụng chạm vào anh. Okay. Em chạm như thế rồi không mà quên được thì sao? Nhưng mà lại xấu sao thì sao? Rồi, đó em không thay đổi. Dạ. Có đổi không? Không. Mình có đổi không? Thôi giữ đi.
Nhưng nếu mà nhưng chú bảo nếu mà vòng này chú không kiếm được tiền thì vòng sau chú làm gì có tiền để giữ? Thì nếu như vòng này không kiếm được tiền thì vòng sau thì mình không cần giữ tiền mà lúc ấy là mình giữ thể diện. Đấy, anh nói cho em nghe nè. Anh đang có một kịch bản thế này nhá. Cứ cho là người thứ ba hát rất hay, họ có thêm 30 triệu nữa là 60 triệu. Nhưng rồi sau đó họ đến với vòng bảo toàn là vòng 2, hát xong ca và bạn nữ đó thì hát không hay, đưa cả hai chị em ra sau cánh cửa nghiệt ngã kia. Và thế là mình có thể bước vào vòng thứ hai là người vô sản. Nhưng khi mình hát, mình cống hiến, băng truyền cứ đi lên, còn em kết thúc ở ngay khu vực vàng. Trời ơi, lúc đó tiền bạc không thể sao, không sao cả. Cái gì nói cũng được hết anh ơi, nhưng mà thật ra người ta đang thua nên người ta nói thế để cho ăn ủi thôi. Chẳng làm sao, bây giờ sẽ là lượt 3. Lượt 3 giữ nguyên, hai đội không thay đổi. Bên của Thành Trung, Bùi Anh Tuấn là số 6. Và bên đội của Vinh Hương, đội Vinh Hương sẽ là số 4. Thí sinh, đúng rồi, thí sinh số 4. Hãy cùng chào đón giọng ca số 4. Thấy được cái dáng là thấy ngầu rồi đó. Một chàng trai với cả một cây jean trông rất là phong cách. Em sẽ hát dòng nhạc gì? Em hát dân ca trữ tình. Dân ca trữ tình mặc dù nguyên ca gì hả? Không có liên quan, vâng ạ. Thấy nó hơi sai sai nha. 15 giây dành cho em, bắt đầu. Xin kính chào ban giám khảo và kính chào tất cả mọi người ạ. Mình tên là Lê Quốc Anh và mình đến từ Cung Trăng. Hôm nay mình gửi mọi người một bài hát rất là hình thành ở chợ. Bài hát có tên là Đêm Trăng Tình Yêu, mọi người ủng hộ cho mình nha. Đến từ Cung Trăng nha. Thôi nghe sai sai thôi. Lôi tột dữ vậy em. Lôi tột dữ vậy em. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Con sông bên nhau cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã cho anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đã có em khiến anh ngỡ ngàng. Phút xa đêm đông người tìm yêu dưới trăng, thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đủ vui đắm say. Cánh hôn cho tay đến tay, rộn ràng nghe tiếng ngất ngây. Tình này trao em thề mãi không bao giờ phai. Ước chi cho đêm ta soi tình yêu chúng ta. Những ánh sao băng qua trời, xích lặng yên lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng xanh bước bên nhau,
từng nhắm ánh trăng về sáng. Cùng em hôn nhau, em đã trao em làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đã có em khiến anh ngỡ ngàng. Phút xa đêm đông người tình yêu dưới trăng, thấp thoáng bao nhiêu nhiệt tình đã đủ vui đắm say. Cho tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này cho em thề mãi không bao giờ phai. Xin màn đêm lung linh, khi thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Nhớ chọn người xinh, tài vừa phải thôi. Bởi vì mình quay đi quay lại một cái là có người đàn ông khác đến dắt tay đưa đi. Giọng ca số 4 lao thẳng xuống dắt Văn Mai Hương đi mà là em lỗi đứng đây số 4. Là lỗi số 4 phải lỗi của Hương. Nhưng mà em đứng đây anh có cảm giác là em bất lực vô cùng. Cái gì của mình là của mình. Rồi Hương cũng quay lại với em. Đấy em lại quay lại với anh đúng không? Quan trọng của một người phụ nữ chú như chú vừa nói nhé, vừa đẹp vừa tài giỏi, đấy là tìm được một người đàn ông bao dung nha. Ok, thế thì anh hiểu rồi. Có nghĩa là cứ là của mình, còn đi đâu thì đi, rồi lại về là được rồi. Rồi. Cái này thì cái này anh không bằng em, anh xin lỗi. Cái này thì đúng là anh thua. Thôi, chú thua. Có thua không? Thua. Không sao đâu em. Anh Trung hôm nay là anh hơi bị sốc. Tại vì lần đầu tiên có một đội khách tới mà lớn ác đội nhà như vậy, cho nên là không kiểm soát được cảm xúc của anh. Em mang đến một tiết mục mà hai đội bọn anh vui sướng, một đoàn kết kinh khủng. Em hát mà bọn anh đứng lên cùng nhảy, cùng hò hét. Thấy em quen lắm luôn á. Cặp đâu rồi ta? Em giới thiệu chút xíu cho mình đi. Dạ, em tên là Lê Quốc Anh. Quen em thì em nghĩ là có lẽ là do anh có thấy em trên một chương trình truyền hình vào năm ngoái ạ. Và chương trình đó em giả giọng của anh Quang Vinh. Nhưng em không thể nào là hát giọng của em được. Cho nên là em đến với chương trình này là em muốn cho mọi người biết là giọng của mình là khác. Các anh ơi, bây giờ em hãy hát lại một câu giả giọng giả anh Quang Vinh được không? Dạ, đoạn một bài, đoạn của bài Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây ạ. Em đến cầm trên đôi tay bông hoa tình yêu lâu nay, nhưng thật không may làm rơi cánh hoa xuống thềm. Khi không còn em bên anh, hương thơm cánh hoa mong manh tựa vào cơn gió. Thú thực với bạn là ngày hôm nay bạn hát giả giọng anh Quang Vinh. Thì mình cũng mới nói là hồi mà mình học cấp 1 là mình cũng có ở trong FC của anh Quang Vinh. Thế khi mà bạn nói là mình wow luôn, vì quá là giống anh Vinh luôn. Từ thực sự, cái e giọng, cái ngả chữ cho tôi ngả chữ rồi. Gần rồi đấy này. Đúng rồi. Cái không phải, cái khẩu hình miệng bạn hát cũng giống anh Vinh luôn. Cứ nhẹ nhẹ bay bay đúng rồi. Thế sao vậy, muốn sao, em muốn sao, em muốn bạn nhìn em nhá. Em về với anh rồi. Hiền lành, đẹp trai, cũng giống Quang Vinh luôn. Tuyệt vời, chúc mừng em. Cái sắc nhất của em là gắn kết được hai đội bạn anh. Ý chúng là sao? Gắn kết là bởi vì là bên đội cháu vui mà bên đội chú cũng vui. Vui còn vui hơn cả đội cháu ấy. Em ơi, hai anh em mình cùng vui nhá. 2, 3. Vui quá. Bây giờ lúc chúng ta sẽ cùng xem số giây mà giọng ca số 4 đã đến được với khu vực vàng. Lâu đấy chú ạ.
70 giây. Các cháu là có 60 triệu. Nhưng mà chú bắt đầu lo cho các cháu ở phần hậu vận. Hậu vận nó là vòng 2 đấy. Không sao. Nói gì thì nói. Đúng, nói gì thì nói. Anh tin, anh tin em. Vâng, im lặng là gì anh nhỉ? Im lặng là không nói gì cả. Là đỉnh cao. Ok anh. Cái gì vậy? Im lặng là gì vậy? Im lặng không nói gì cả. Bây giờ sẽ là giọng ca số 6 của đội chúng tôi. Dành cho em bắt đầu. Anh thích rồi đấy. Dạ em tên là Minh Tướng, năm nay em 22 tuổi, em có sở thích là ca hát. Và hôm nay em mang giọng hát đến mọi người cùng ủng hộ em nhé. Thôi xài rồi cũng nhờ. Sở thích là ca hát là hiểu rồi đi. Giải trí. Đấy, tiến rồi, khán giả yêu mến rồi. Ủa lên dữ dội vậy? Tiến rồi, khán giả yêu mến rồi. Ủa lên dữ dội vậy? Sở thích là ca hát là hiểu rồi đi. Có như là mình vô tâm chẳng nhớ nhung gì. Có như là mình vô tâm chẳng nhớ nhung gì. Chia tay có giống anh mắt em khi không còn yêu anh nữa. Vậy thì ta nên chia tay nhau nhé. Chia tay có như là mình vô tâm chẳng nhớ nhung gì. Vì lẽ có lẽ nếu chúng mình mãi đây sẽ yêu đơn. Tay có như là gì? Ra đi. Chia tay là gì? Mình ngồi chia tay là gì? Chia tay là gì? Mình chia tay và anh đã rời xa tôi mãi mãi. Vẫn biết mình không thể quay trở lại. Ngày tháng mai sau đây, nếu ta còn yêu hay nhớ nhau, không biết trời sẽ thế nào. Hỡi anh Tuấn, hỡi Tuấn, cho đến bây giờ thì mình không, em vẫn yêu anh, vẫn yêu anh. Thank you, thank you. Đến lúc này Tuấn đang tập trung vào việc là liệu mình có cứu được mình hay không. Ở vòng 2, nếu như ở vòng 2 mà giọng ca cuối cùng của anh em mình mà hát dở thì có nghĩa là chúng ta vừa không có tiền, vừa không có danh dự. Và đương nhiên cũng chẳng có vinh quang em ạ. Em hiểu. Trước khi đến với vòng 2, xin mời các quý vị khán giả và hai đội nghỉ ngơi trong ít phút. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Ca sĩ tranh tài. Và đây là vòng 2 Bảo Toàn. Cái tên của vòng 2 đã nói lên tất cả. Bảo Toàn. Ai đang có cái gì thì bảo toàn cái đó. Ai không có cái gì đâu. Ai không có cái gì thì bảo toàn danh dự. Thì lúc này nhiệm vụ của đội Nhan Phúc Vinh và Văn Mai Hương là bảo toàn 60 triệu mà mình đang có. Một số tiền thưởng lớn nhất mà một đội có thể lấy được ở vòng 1. Và nếu như tôi nhớ không nhầm thì đây là kỷ lục, chưa có một đội nào lấy được 60 triệu ở vòng 1 giống như hai bạn. Chúc mừng. Wow, wow. Nói với anh, mình đến đây ở vòng 1 mình giành 60 triệu. Cái kỷ lục cho đến thời điểm hiện tại mới là quá tự hào. Vòng 2 cho dù có thế nào đi chăng nữa, có trừ không điểm, không đồng, thì anh vẫn tự hào về em. Cho nên em không gì pháp lực gì cả. Cảm ơn anh. Tôi có cảm giác như đây là chương trình ca sĩ tranh tình, chương trình tranh tài. Và bây giờ hãy cùng chào đón phần trình diễn của Văn Mai Hương và số 5. Rồi.
anh chỉ cần nhìn vào em thôi là anh biết em là một cô gái cá tính với một giọng hát nội lực. Cho nên tay lửa, cho nên là anh tin chắc em và Hương sẽ có một màn trình diễn. Trình diễn bí từ. Em sẽ có màn trình diễn bí từ. Nhưng không sao hết, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh hai em. Vâng. Và ngay từ bây giờ anh đã có thể đứng cạnh được rồi. Anh lên đây luôn đi. Lên đi. Anh lên luôn đi. Lên đi. Rồi, anh lên đây. Hương đã kêu rồi, làm sao em không lên được. Đây, đứng sau cho. Anh ôm cột nè. 15 giây dành cho số 5 giới thiệu về mình, bắt đầu. Em tên là Phạm Thị Trà My, em đến từ Bến Tre. Và hôm nay em sẽ gửi đến mọi người giọng hát kinh khủng khiếp của em. Trời. Xem quảng cáo kỳ vậy em. Em quảng cáo nghe cái. Lên luôn mọi người, lên luôn. Giọng hát khủng khiếp. Ai lên liền đi chưa? Lên luôn. Dạ. Lên luôn. Lên luôn. Dạ. Lên luôn. Em đang thấy có hai bạn đứng cạnh nhau kia thì khả năng là có thể hát được 4 và 5. Và hôm nay em sẽ gửi đến mọi người giọng hát kinh khủng khiếp của em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chào đón mọi người trở lại. Ten 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 ten. Cho dù đã có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn đứng về phía em. Vâng, cảm ơn anh. Anh sẽ luôn đứng về phía em ở phía sau khán đài. Với việc đồng cam cộng khổ cùng nhau đi ra sau cánh cửa thì Nhan Phúc Vinh và Văn Mai Hương, những người đang có số tiền kỷ lục của chương trình là 60 triệu, đến lúc này lập thêm một kỷ lục nữa là sau vòng 2 không còn gì trắng tay. Và qua những gì thể hiện ngày hôm nay của Vinh và Hương ấy, nó cũng có những cái mang tới may mắn, nhưng mà nó chỉ là ở thời gian đầu thôi. Tôi nghĩ là hai đứa là đừng nghĩ đến cái gì xa xôi. Thế cũng giống như cái bài hát này này. Em ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có Vinh và Hương. Còn bây giờ là lúc mà chúng tôi không còn gì để giữ cả. Không có gì mà giữ. Không có gì để mất luôn. Chỉ còn một thứ duy nhất là danh dự. Bây giờ sẽ là Bùi Anh Tuấn và số 1. Hợp. 15 giây dành cho em giới thiệu về mình, bắt đầu. Dạ, xin chào tất cả mọi người, em tên là Cao Ngọc Hân. Năm nay em 19 tuổi và em đến từ Tân Châu, An Giang. Mục đích đến em đến đây là muốn đem tiếng hát đến cho mọi người. Mong mọi người ủng hộ em nha. Tiến rồi, giới thiệu tôi là Tiến rồi. Cái này là mua bóp thôi. Em đang hơi băn khoăn về bạn nữ số 1 và bạn số 6 hoặc số 8. Số 8 của em rồi. Em thích cái số 1 đúng không? Anh thích số 1, gọi chọn số 1 đi. Số 1 về đội của anh. Khi quanh tôi thế gian
đời tôi rồi sẽ đi đến đâu khi quanh tôi thế gian là tiếng chê bai cười đùa xa lánh. Tình yêu tôi vẫn đi tìm rồi tình cũng chết giữa ngàn khơi. Thế gian ơi để tôi sống, thế gian ơi để tôi sống. Hay quá em ơi. Bây giờ là lúc cả ba anh em mình cùng làm một động tác để cho mọi người thấy chúng ta có thể không giữ được tiền, nhưng chúng ta giữ được những thứ còn quý giá hơn cả tiền trong cuộc đời này. Đó là danh dự. 1, 2, 3. Đầu chúng ta phải ngẩng cao lên để nhìn thấy Trần nhé. 1, 2, 3. Em đã đi hát ở đâu chưa? Hay em chỉ là một người yêu ca hát và hát theo bản năng thôi? Dạ, em là học sinh của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Chúng tôi nhận thấy rằng băng truyền không lùi một giây nào, chỉ tiến cho phần trình diễn của số 1 và Bùi Anh Tuấn. Một tràng pháo tay. Cảm ơn em. Yeah, good job. Ngày hôm nay khi mà tham gia chương trình ca sĩ tranh tài, Hương đã có những phút giây rất là tuyệt vời. Hai lần ngã cả ghế, cười từ trên cười, cười té từ trên ghế xuống. Có nhiều thứ khiến cho mình cảm thấy rất là thú vị và không, anh mình... tuyệt vời nhất là ngày hôm nay anh được là trò vui tiêu khiển của mọi người. Em cười rất là nhiều. Nên mọi người để ý thì cứ thấy em ngồi em cười thôi. Bởi vì là người nói nhiều nhất là anh Trung rồi. À, chính vì thế tôi mới là người dẫn chương trình. Và em cảm ơn, trước tiên là cảm ơn đồng đội của em. Dạ, chú Trung và anh Vinh. Dạ. Chú Trung. Rồi. Thấy chưa, thấy chưa. Em ôi, thôi em ạ. Anh em mình hóa ra về với nhau luôn anh. Hôm nay anh em mình mới là những người làm nền. Đấy. Rồi. Cảm ơn các quý vị khán giả, những người đã luôn luôn yêu mến chúng tôi, chờ đợi chúng tôi vào mỗi tối thứ 6 và 21 giờ. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Anh không biết ai đặt cho em nickname là Kiều Nữ của Làng Hài. Có thể nói là họ đã nói đúng đến 50%. Thiệt hàn. Đúng, bởi vì Kiều Nữ của Làng Hài chính xác, bởi vì chắc chắn em là nữ rồi. Người yêu ơi, yêu mình, anh vừa sống, vừa sống, anh yêu chúng. Anh yêu ơi. Đắng rồi. Mọi người bố đi nào, đừng mà.